Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin xây dựng cảng hàng không quốc tế Lý Sơn. Quảng Ngãi đề xuất xây sân bay chiều dài cất hạ cánh là 2.400 m để phục vụ từ 3 đến 3,5 triệu hành khách mỗi năm và để phát triển đảo Lý Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có giải pháp thu hút các nhà đầu tư chiến lược để phát triển vị trí đắc địa có tiềm năng du lịch như huyện đảo Lý Sơn. Song trở ngại lớn nhất của tỉnh này là hạ tầng giao thông. Hiện để đến được đảo chỉ đi được bằng đường biển nên rất bất tiện. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng cảng hàng không quốc tế Lý Sơn theo hình thức BOT. Đồng thời xem xét chỉ đạo cho Bộ Giao thông Vận tải cho phép cập nhật bổ sung cảng hàng không quốc tế Lý Sơn vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Dự kiến sân bay Lý Sơn là sân bay cấp 4C có đường cất hạ cánh dài 2.400 m, đáp ứng khai thác các loại tàu bay A320, A321 và tương đương năng lực khai thác từ 3 đến 3,5 triệu hành khách một năm. Vị trí nằm tại xã An Hải, Lý Sơn. Việc quy hoạch sẽ hướng tới xây dựng cảng hàng không quốc tế Lý Sơn có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mà còn bảo đảm an ninh quốc phòng.